Nếu hạt lúa mình rơi xuống đất không chết đi, không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Và nếu hạt lúa mình rơi xuống đất mà chết đi, mà thôi đi, thì nó sẽ sinh ra nhiều bông hạt. Bạn lạy Chúa, con biết thế, và con muốn con chết đi như hạt lúa mì. Tình thâm gia ngày xưa ấy của thầy khi thanh, xin thắp lên trong con tim con. Ngày con bước vào dương thế để làm theo ý cha đã trao khi dựng vũ hoàn, là con đến để dâng hiến chọn thân xác để chết đi cho anh em con. Nếu mạng sống nào nơi dương thế không chết đi, không thôi đi, thì nó chỉ chờ trọi một mình thôi. Và nếu mạng sống nào nơi dương thế mà chết đi vì hiến dâng, thì nó sẽ sinh ra nhiều bông hạt. Vạn lạy Chúa, con biết thế, và con muốn con chết đi như hạt lúa mì. Tình thâm giá ngày xưa ấy của thầy Chi Thanh, xin thắp lên trong con tim con. Nay con bước vào đường thế để làm theo ý cha đã trao khi dựng vũ hoàn, là con đến để dâng hiến trọn thân xác để chết vì cho anh em. Tim nào nơi dương thế không biết thương, không biết yêu, thì nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Và nếu quả tim nào nơi dương thế mà chết đi vì hiến dâng, thì nó phát sinh ra nhiều hoa quả. Vạn lạy Chúa, con biết thế, và con muốn con chết đi như hạt lúa mì. Tình thâm gia ngày xưa ấy của thầy Chi Thanh, xin thắp lên trong con tim con. Nay con bước vào dương thế để làm theo ý con đến để dâng hiến chọn thân xác để chết đi cho anh em con. Vạn lạy Chúa, con biết thế, và con muốn con chết đi như hạt lúa mì. Tình thâm gia ngày xưa ấy của thầy Chi Thanh, xin thắp trong con tim con. Nay con bước vào dương thế để làm theo ý
con đến để dâng hiến trọn thân xác, để chết đi cho anh em con. Là con đến để dâng hiến trọn thân xác, để chết đi cho anh.